Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 30. Khi các điều này đã xảy đến cho ngươi, hoặc phước lành, hoặc rủa sả mà ta đã đặt trước mặt ngươi, nếu trong các nước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi ngươi đến, ngươi đem lòng nhắc lại những điều ấy trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ngươi và con cháu ngươi hết lòng, hết ý, vâng theo tiếng phán của Ngài, như mọi điều ta truyền cho ngươi ngày nay, thì bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ thương xót ngươi, đem những phu tù ngươi trở về, nhóm hiệp ngươi từ giữa các dân là nơi Ngài đã tản lạc ngươi đó. Dẫu những kẻ bị đày của ngươi ở tại cuối trời, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cũng sẽ từ đó nhóm hiệp ngươi lại và rút ngươi khỏi nơi đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đem ngươi về xứ mà tổ phụ ngươi đã nhận được, và ngươi sẽ nhận lấy nó. Ngài sẽ làm ơn cho ngươi và gia thêm ngươi nhiều hơn tổ phụ ngươi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ cất sự ô uế khỏi lòng ngươi và khỏi lòng dòng dõi ngươi, để ngươi hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hầu cho ngươi được sống. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đổ các lời trù ẻo này trên kẻ thù nghịch ngươi, trên kẻ nào ghét và bắt bớ ngươi. Còn ngươi sẽ hối cải, nghe theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va và làm theo các điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay. Khi ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ các điều răn và luật lệ của Ngài đã ghi trong sách luật pháp này, hết lòng hết ý trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì Ngài sẽ ban phước đầy lấp, làm cho mọi công việc của tay ngươi được thịnh lợi, khiến hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc và bông trái của đất ruộng ngươi được thịnh vượng. Vì Đức Giê-hô-va sẽ lại vui lòng nữa mà làm ơn cho ngươi, như Ngài đã vui lòng về các tổ phụ ngươi. Điều răn này mà ta truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá ngươi hay là xa quá cho ngươi. Nó chẳng phải ở trên trời để ngươi nói rằng, ai sẽ lên trời đem nó xuống cho chúng tôi nghe đặng chúng tôi làm theo. Nó cũng chẳng phải ở bên kia biển để ngươi nói rằng, ai sẽ đi qua bên kia biển đem nó về cho chúng tôi nghe đặng chúng tôi làm theo. Vì lời này rất gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, để ngươi làm theo nó. Hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. Vì ngày nay ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài và gìn giữ những điều răn luật lệ và mạng lệnh Ngài, để ngươi sống, gia thêm và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Nhưng nếu lòng ngươi xây trở, không khứng nghe theo, chịu dụ dỗ thờ lại và hầu việc các thần khác, thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng, các ngươi hẳn phải tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đan đặng nhận lấy. Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng, ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài và chiếu mến Ngài. Vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Gia-cốp. Chương 31. Môi-se đến giảng cho cả Israel những bài sau này. Người nói, ngày nay ta được 120 tuổi, không thể đi ra đi vào nữa, và Đức Giê-hô-va có phán cùng ta rằng, ngươi không đi ngang qua sông Giô-đanh này đâu. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đi đầu ngươi, Ngài sẽ diệt các dân tộc ở đằng trước ngươi, và ngươi sẽ nhận được xứ chúng nó. Giô-suê sẽ đi trước ngươi, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn.
Đức Giê-hô-va sẽ đãi chúng nó như Ngài đã đãi Si-hôn và Ốc vua dân Amorít và xứ chúng nó mà Ngài đã hủy phá. Đức Giê-hô-va sẽ phó chúng nó cho các ngươi, và các ngươi phải đãi chúng nó tùy theo lệnh ta đã truyền cho. Hãy vững lòng bền chí, chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi, Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Đoạn Môi-se gọi Giô-suê nói cùng người tại trước mặt cả Israel mà rằng: Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ vào với dân này trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ họ, và ngươi sẽ chia xứ cho họ. Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ và chớ kinh khủng. Môi-se chép luật này giao cho những thầy tế lễ là con cháu Lê-vi khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, lại giao luôn cho hết thảy trưởng lão Israel và truyền lệnh này mà rằng: Cuối 7 năm nhằm năm giải thích, tại ngày lễ lều tạm, khi cả Israel đến chầu trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi trong chỗ Ngài sẽ chọn, thì ngươi phải đọc luật này trước cả Israel cho chúng nghe. Ngươi phải nhóm hiệp dân sự, nào người nam người nữ, nào con trẻ và khách lạ ở trong các thành của ngươi, để chúng nghe, tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này. Những con cái của dân sự chưa biết việc ấy sẽ nghe, tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, trọn lúc các ngươi sống trên đất mà các ngươi sẽ nhận được, sau khi đã đi ngang qua sông Giô-đanh. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Kìa, ngày chết của ngươi hầu gần, hãy gọi Giô-suê, rồi hai ngươi hãy ra mắt tại hội mạc để ta truyền lệnh ta cho người. Vậy Môi-se và Giô-suê đi đến chầu tại hội mạc. Đức Giê-hô-va hiện ra nơi trại trong một trụ mây, và trụ mây dừng lại tại cửa trại. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Kìa, ngươi sẽ an giấc với các tổ phụ ngươi. Dân sự này sẽ dấy lên và thông dâm cùng các thần khác trong xứ mà họ sẽ vào, bỏ ta và bộ giao ước ta đã lập cùng họ. Trong ngày ấy, cơn thạnh nộ ta sẽ phừng lên cùng họ. Ta sẽ bỏ họ, giấu mặt ta đi, khiến cho họ bị tiêu nuốt. Nhiều sự tai vạ và buồn thảm sẽ xông hãm vào họ. Trong ngày đó họ sẽ nói rằng: Há có phải vì Đức Chúa Trời không ngự giữa tôi nên những tai vạ này xông hãm vào tôi chăng? Còn ta, trong ngày đó, sẽ giấu mất mặt ta đi, vì cớ các tội ác của dân đã làm, trở theo các thần khác. Vậy bây giờ, hãy chép bài ca này và dạy cho dân Israel. Hãy để trong miệng họ, để bài ca này dùng làm chứng cho ta nghịch cùng dân Israel. Vì ta sẽ đưa dân này vào xứ ta đã thề hứa cùng tổ phụ chúng nó, tức là xứ đượm sữa và mật. Chúng nó sẽ ăn no nê và mập béo, đoạn trở đi hầu việc các thần khác, khinh dễ ta và bội giao ước của ta. Khi tai vạ nhiều và sự gian truân đã xông hãm dân này, thì bây giờ bài ca này sẽ rền lên làm chứng nghịch cùng nó, vì miệng của dòng dõi nó sẽ không quên. Vả, ta biết những ý tưởng của nó đã kết nên ngày nay, trước khi đưa nó vào xứ mà ta đã thề ban cho. Trong ngày đó, Môi-se chép bài ca này và dạy cho dân Israel. Đức Giê-hô-va ra lệnh cho Giô-suê, con trai Nun mà rằng: Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ đưa dân Israel vào trong xứ mà ta đã thề ban cho chúng nó. Còn ta sẽ ở cùng ngươi. Khi Môi-se chép những lời luật pháp này trong một cuốn sách xong rồi, thì ra lệnh cho người Lê-vi khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va mà rằng: Hãy lấy cuốn sách luật pháp này để bên hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Nó sẽ ở đó làm chứng nghịch cùng ngươi, vì ta biết tánh bội nghịch và cứng cổ của ngươi. Này ngày nay, lúc ta còn sống với các ngươi đã phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va, huống chi sau khi ta qua đời. Hãy nhóm hiệp những trưởng lão của các chi phái và quan cai các ngươi lại gần ta. Ta sẽ cho họ nghe những lời này nơi lỗ tai, và ta bắt trời cùng đất làm chứng nghịch cùng họ. Vì ta biết rằng, sau khi ta qua đời, các ngươi hẳn sẽ bại hoại, trở bỏ đường ta đã truyền dạy cho các ngươi. Trong ngày sau rốt, tai họa sẽ xông hãm các ngươi,
Bởi các ngươi làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, lấy những công việc của tay mình mà chọc Ngài nổi giận. Môi-se đọc hết những lời của bài ca này cho cả hội Israel nghe. Thi Thiên 68. Nguyện Đức Chúa Trời trỗi dậy, khiến thù nghịch Ngài tản lạc, và làm cho những kẻ ghét Ngài phải trốn trước mặt Ngài. Như khói tỏa thế nào, Chúa sẽ làm tan chúng nó thế ấy. Như sáp tan chảy trước lửa làm sao, những kẻ ác sẽ bị diệt trước mặt Đức Chúa Trời làm vậy. Nhưng người công bình sẽ vui vẻ, hớn hở trước mặt Đức Chúa Trời. Phải, họ sẽ nức lòng mừng rỡ. Hãy hát sướng cho Đức Chúa Trời, hãy ngợi khen danh Ngài. Khá đắp đường cái cho đấng cưỡi ngựa đi ngang qua đồng bằng. Đức Giê-hô-va là danh Ngài, hãy vui mừng trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài là cha kẻ mồ côi và quan xét của người góa bụa. Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở, đem kẻ bị tù ra hưởng được may mắn, song những kẻ phản nghịch phải ở đất khô khan. Hỡi Đức Chúa Trời, khi Chúa đi ra trước dân Chúa và đi tới trong đồng vắng, thì đất rúng động, các tầng trời đặt ra nước trước mặt Đức Chúa Trời. Núi Sinai kia cũng rúng động trước mặt Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Israel. Đức Chúa Trời ơi, Chúa giáng mưa lớn trên sản nghiệp Chúa. Khi nó mệt mỏi, Chúa bổ nó lại. Hỡi Đức Chúa Trời, hội Chúa ở tại đó. Vì lòng nhân từ, Chúa sắm sửa vật tốt cho kẻ khốn cùng. Chúa truyền mạng lệnh ra, các người đàn bà báo tin thật một đoàn đông lắm. Các vua có đạo binh chạy trốn, họ chạy trốn, còn người đàn bà ở lại trong nhà chia của cướp. Khi các ngươi nằm nghỉ ở giữa chuồng chiên, thì giống như cánh bồ câu bọc bạc và lông nó bọc vàng xanh. Khi đấng toàn năng tản lạc các vua tại đó, thì xứ trở nên trắng như lúc mưa tuyết tại Sanh Môn. Núi Ba San là núi của Đức Chúa Trời. Núi Ba San có nhiều chót. Hỡi các núi có nhiều chót, sao các ngươi ngó cách ganh ghét núi mà Đức Chúa Trời đã chọn làm nơi ở của Ngài? Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ở tại đó đến đời đời. Xe của Đức Chúa Trời số là 2 vạn, từng ngàn trên từng ngàn. Chúa ở giữa các xe ấy y như tại Sinai trong nơi thánh. Chúa đã ngự lên trên cao, dẫn theo những phu tù. Chúa đã nhận lễ vật giữa loài người và giữa kẻ phản nghịch cũng vậy, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời được ở với chúng nó. Đáng ngợi khen Chúa thay là đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, tức là Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của chúng tôi. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời giải cứu chúng tôi. Ấy là nhờ Chúa Giê-hô-va mà loài người được tránh khỏi sự chết. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ đạp nát đầu kẻ thù nghịch Ngài, đỉnh tóc của kẻ cứ phạm sự gian ác. Chúa đã phán rằng, từ Ba San ta sẽ dẫn dân ta về, đem chúng nó lên khỏi biển sâu, để ngươi dầm chân mình trong huyết, và lưỡi chó ngươi cũng được phần trong kẻ thù nghịch ngươi. Hỡi Đức Chúa Trời, chúng nó đã thấy cách Chúa đi, tức cách Đức Chúa Trời là vua tôi đi vào nơi thánh. Các người hát sướng đi trước, kẻ đờn nhạc theo sau, ở giữa có những con gái trẻ đánh trống cơm. Hỡi những kẻ nguyên do nơi Israel mà ra, trong các hội, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời là Chúa. Kìa, Benjamin nhỏ là kẻ cai trị chúng nó, các quan trưởng Giuđa và bọn của họ, các quan trưởng Sabulon và các quan trưởng Nephtali. Đức Chúa Trời ngươi đã ban sức lực cho ngươi. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy khiến vững bền việc Chúa đã làm cho chúng tôi. Bởi cớ đền thờ của Chúa tại Jerusalem, các vua sẽ đem dâng lễ vật cho Chúa. Xin hãy mắng thú trong lau sậy, của đoàn bò đực với những bò con của các dân, là những người đem nén bạc quỳ xuống dâng cho. Xin Chúa hãy tản lạc những dân tộc ưa thích sự giặc giả. Những công hầu sẽ từ Egypto mà ra, Ethiopia sẽ lật đật giơ tay lên cùng Đức Chúa Trời. Hỡi các nước của đất, hãy hát sướng cho Đức Chúa Trời, khá hát ngợi khen Chúa, tức là đấng cởi trên các tầng trời thái cổ. Kìa, Ngài phát tiếng ra là tiếng có sức lớn. Hãy tôn quyền năng cho Đức Chúa Trời,
sự oai nghiêm Ngài ở trên Israel và quyền năng Ngài ở trong các mây. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa thật đáng sợ trong nơi thánh Chúa. Chính Đức Chúa Trời của Israel ban sức lực và quyền năng cho dân sự Ngài. Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời thay. Chương 2. Sao Chúa đã nổi giận, vầy mây che khuất con gái Sion. Ngài đã ném sự đẹp đẽ Israel từ trên trời xuống đất. Trong ngày thạnh nộ, Ngài chẳng nhớ đến bệ chân mình. Chúa đã nuốt đi, chẳng thương xót, hết thảy chỗ ở của Gia-cốp. Ngài nhân giận đã đổ đồn lũy con gái Giu-đa. Ngài đã xô cho đổ xuống đất, làm nhục nước và quan trưởng trong nước. Trong cơn nóng giận, Ngài chặt hết sừng của Israel. Ngài đã rút tay hữu lại từ trước mặt kẻ nghịch thù. Ngài đã đốt cháy Gia-cốp như lửa hừng thiêu nuốt cả tư bề. Ngài giương cung ra như kẻ thù, giơ tay hữu lên, đứng như kẻ nghịch. Ngài đã giết hết những kẻ làm vui mắt trong trại con gái Sion. Ngài đã đổ giận ra như lửa. Chúa đã trở nên như kẻ nghịch đã nuốt Israel, nuốt cả cung đền, phá tan đồn lũy, làm cho con gái Giu-đa thêm tan chế thảm thương. Ngài đã cất nhà tạm mình đi cách mạnh bạo như thuộc về vườn, lại đã hủy nơi hội họp Ngài. Tại Sion, Đức Giê-hô-va đã khiến ngày hội trọng thể cùng Sa-bát bị quên đi. Trong cơn nóng giận, Ngài khinh dễ vua và thầy tế lễ. Đức Giê-hô-va đã bỏ bàn thờ, lại gớm nơi thánh. Ngài đã phó thành quách cung điện Sion vào trong tay quân nghịch. Chúng nó làm om sòm trong nhà Đức Giê-hô-va như trong ngày hội trọng thể. Đức Giê-hô-va đã định phá hủy tường thành của con gái Sion. Ngài đã giăng dây mực, chẳng ngừng tay về sự phá diệt. Ngài làm cho lũy và tường thảm sầu hao mòn cùng nhau. Các cửa nó sụp trong đất. Ngài đã phá và bẻ các then chốt. Vua và quan trưởng nó ở giữa các nước là nơi chẳng có pháp luật. Chính mình các tiên tri chẳng tìm được từ Đức Giê-hô-va sự hiện thấy chi. Các kẻ già cả gái Sion nín lặng ngồi dưới đất, đầu đổ tro bụi, mình mặc bao gai. Các gái đồng trinh Jerusalem gục đầu đến đất. Mắt ta hao mòn vì chảy nước mắt, lòng ta bối rối. Gan ta đổ trên đất vì sự hủy diệt con gái dân ta. Vì con trẻ và các con đang bú ngất đi nơi các đường phố trong thành. Chúng nó nói cùng mẹ mình rằng, tìm thóc và rượu ở đâu? Khi ngất đi như kẻ bị thương nơi các đường phố trong thành, và khi chúng nó tắt hơi trên lòng mẹ mình. Ta làm chứng gì cho ngươi, hỡi gái Jerusalem? Ta kể thí dụ chi? Ta lấy gì sánh cùng ngươi đặng yên ủi ngươi, hỡi con gái đồng trinh Sion? Sự phá hại ngươi to như biển, ai sửa sang lại được? Các tiên tri ngươi xem cho ngươi những sự hiện thấy giả dối và ngu dại. Chẳng tỏ ra tội lỗi ngươi đặng đem phu tù ngươi trở về. Chỉ thấy cho ngươi những lời tiên tri dối và sự làm cớ cho ngươi bị đuổi. Những người qua đường thấy ngươi thì vỗ tay, sĩ báng lắc đầu vì thấy gái Jerusalem, nói rằng, có phải này là thành mà người ta gọi là sự đẹp đẽ trọn vẹn, sự vui mừng của cả đất chăng? Mọi kẻ thù nghịch ngươi hả miệng rộng nghịch cùng ngươi. Sĩ báng nghiến răng rằng, chúng ta đã nuốt nó. Này, chắc là ngày chúng ta trông đợi, chúng ta đã tìm được, đã thấy rồi. Đức Giê-hô-va đã làm sự mình định, đã làm trọn lời mà xưa kia mình đã truyền. Ngài đã lật đổ chẳng thương xót, đã làm cho kẻ thù ngươi vui vì cớ ngươi, khiến sừng kẻ địch ngươi cất lên. Lòng dân ngươi kêu vang đến Chúa. Hỡi tường thành con gái Sion, hãy cho nước mắt ngươi ngày đêm chảy như sông. Đừng cho nghỉ ngơi, con ngươi mắt ngươi chẳng thôi. Hãy trỗi dậy kêu vang lúc ban đêm, vừa đầu các phiên canh, đổ lòng ra như nước ở trước mặt Chúa. Hãy giơ tay hướng về Chúa, vì sự sống con nhỏ ngươi,
chúng nó ngất đi vì đói nơi góc phố. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin đoán xem Ngài đã hề đãi ai như thế? Đàn bà há ăn trái ruột mình, tức con cái ẩm trong tay ư? Thầy tế lễ cùng tiên tri há nên giết trong nơi thánh Chúa ư? Những người trẻ và già nằm sải trên đất trong đường phố, những gái trẻ và trai trẻ ta đều ngã dưới mũi gươm. Ngài giết đi nơi Ngài thạnh nộ, tru diệt chẳng xót thương. Ngài đã nhóm như Ngài hội trọng thể những sự kinh hãi của tôi mọi bề. Nơi Ngài thạnh nộ của Đức Giê-hô-va chẳng ai thoát khỏi và sót lại. Những kẻ tôi đã bồng ẵm và thấy lớn lên, hết thảy đã bị quân nghịch hủy hại. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.